Xin chào cả nhà nhé. Đây là những cái con chim thích cò đã được 1,5 tháng tuổi này. Con chim thích cò này á, là lúc mình mua giống thì nó được 20 ngày tuổi. Thì đây là một trong những cái loại chim kiểng rất là đẹp. Nó có bộ lông thì màu xanh. Đó, cái đầu thì trên màu thì nó khi nó trưởng thành nó sẽ có màu đỏ. Và khi mà nó ở cái tuổi mà sinh sản á thì nó cũng sẽ múa như là con công vậy đó. Đặc biệt là cái loài vật nuôi này thì rất là dễ nuôi. Đó. Và có thể nói là nó ăn tạp. Ví dụ như là cá tép rồi thịt ốc này. Đó. Các loại rau hay là cơm thừa, thức ăn gà thì chúng ta bỏ ra nó cũng sẽ ăn hết, hay là cá tép vụn chẳng hạn. Đối với cái loại chim nhỏ thì nó có một cái nhược điểm là cái con này nó hay kêu. Đó, mọi người có thể thấy nó kêu liên tục à. Nó như cái con chim non mà nó đòi ăn vậy đó. Đó, nó xòe cái đôi cánh rồi xong bắt đầu là nó há cái miệng nó ra. Đó, nó chỉ có một cái nhược điểm là như vậy thôi. Chứ còn con này thì nó là một cái loài vật nuôi có thể nói là ăn tạp. Khi mà gia đình chúng ta nấu cơm mà ăn cơm còn thừa đấy thì có thể là đem ra nó cũng sẽ ăn. Cái căn con này ấy, thì nó có cái đặc điểm là cái chân nó dài. Đó, chân dài như là chân cò này. Và cái con này thì nó cũng nuôi nó cũng sẽ giữ nhà này. Tại vì khi mà có người lạ đến thì nó sẽ kêu. Đó. Chim này thì được nuôi cũng được một thời gian rồi đấy. Con này nếu mà nuôi trưởng thành thì chắc trọng lượng của nó được khoảng 400-500 gram. Con này thì nói chung là rất là dễ nuôi. Và đặc biệt là khi mà đã nuôi từ nhỏ thì nó quen thì cũng như là mình có thể thả lan được như là nuôi gà vậy đó. Nó chỉ quanh quẩn ở trong vườn nhà thôi. Nói chung cái con này thì cũng cái công chăm sóc của nó thì cũng không có tốn nhiều công đâu. Nó rất là ăn tạp. Đây mọi người có thể thấy là nó cũng đang chuẩn bị mọc lông ở đây này, có lông lông cánh này này. Đó. Đây. Đang mọc lông cánh. Chân thì rất là dài. Và chim trưởng thành thì có cái bộ lông màu xanh. Đây bên dưới này thì nó đang mọc lông màu xanh này. Và đặc điểm là cái loài chim chích cò này thì nó cũng đẻ trứng và nó ấp, nó tự nó ấp được. À. Cái con này thì nói chung là cũng là một cái con chim đẹp và cũng quý hiếm. Hiện nay thì cái con giống này nó cũng khá là cao. Đối với
loại chim giống mà khoảng 20 ngày tuổi là cũng phải 500 ngàn một cặp rồi. Mặc dù là cũng hơn một tháng rưỡi rồi nhưng mà nó cũng vẫn như là một con chim non vậy đó. Khi mà đòi ăn là nó cứ dang cái đôi cánh như này, rồi nó há miệng ra nó đòi ăn. À. Nói chung là khi mà nhà chúng ta có vườn thì nuôi được một cặp chim chích cò này, khi mà thả ra cho nó đi lang như vậy thì cũng rất là đẹp này. À. Và video của mình thì đến đây là hết nha. Rất mong bà con, cô bác cũng như là các anh chị đăng ký kênh, chia sẻ cũng như là ủng hộ kênh trong thời gian tới.